Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình 100 Nội Fashion phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VITV. Những thông tin về thời trang trong nước và thế giới sẽ mở đầu chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Kính mời quý vị theo dõi. Vừa qua tại Hà Nội đã tổ chức buổi tiệc trà chiều và thời trang với sự góp mặt của thương hiệu thời trang Đặng Hải Yến và Chu La. Trà chiều và thời trang được tổ chức hàng tháng, kết hợp văn hóa trà chiều cổ điển với những màn trình diễn thời trang đặc sắc của các thương hiệu thiết kế Việt Nam. Trong lần trình diễn lần này, Chu La giới thiệu những mẫu thiết kế sang trọng trong bộ sưu tập thu đông với nhiều họa tiết trang trí lạ mắt. Với bộ sưu tập này, nhà thiết kế Diego càng khẳng định khả năng sử dụng và phối hợp màu sắc tài tình cùng những nét chấm phá rất riêng chỉ có ở các thiết kế của ông. Chương trình mang đến cho khách mời một trải nghiệm mới lạ bởi sự kết hợp thú vị giữa thời trang và ẩm thực. Những thức bánh phục vụ tại đây đều mang hình dáng của các bộ trang phục hay những phụ kiện thời trang với nhiều màu sắc bắt mắt. Tất cả đều được lấy cảm hứng từ sự đa dạng và sáng tạo của thế giới thời trang. Mới đây tại Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn hóa thể thao du lịch Việt Nam cho nhà thiết kế Lan Hương, vinh danh những cống hiến của nhà thiết kế trong việc giới thiệu vẻ đẹp và văn hóa mặc áo dài Việt với quốc tế. Với Lan Hương, sự kiện này là một ghi nhận giá trị cho những nỗ lực làm việc đầy đam mê qua gần 2 thập kỷ nhà thiết kế gắn bó với áo dài. Chỉ với mơ ước gìn giữ, phát triển vẻ đẹp truyền thống của áo dài, Lan Hương đã thể hiện nét tinh tế của văn hóa Việt trên từng tấm áo và góp phần quan trọng đưa được áo dài vào vị trí xứng đáng trong làng thời trang thế giới. Công nghệ 3 chiều hiện đại giờ đây đã xâm nhập cả thế giới thời trang khi rất nhiều các nhà thiết kế cho ra đời hàng loạt những mẫu váy đầm sử dụng chi tiết 3 chiều vô cùng ấn tượng. Khi những chi tiết trang trí như đính kim sa, ngọc trai, thêu ren tinh tế dường như đã quá quen thuộc và nhàm chán, thì sự ra đời của các thiết kế 3D sinh động đã mang đến một hơi thở mới cho ngành công nghiệp thời trang. Kính mời quý vị cùng tìm hiểu về ứng dụng kỹ thuật 3D trên thời trang trong phóng sự ngay sau đây. Để làm nên một thiết kế 3D, quả thực không hề đơn giản. Nó yêu cầu kỹ thuật cắt may thật tài tình, đồng thời việc lựa chọn chất liệu cũng phải thật kỹ lưỡng thì mới có thể làm nên form dáng, mang hơi thở của kiến trúc. Cũng chính vì thế mà những thiết kế 3D thường nằm trong các bộ sưu tập thời trang cao cấp của các thương hiệu danh tiếng và là lựa chọn rất hoàn hảo khi sải bước trên thảm đỏ của các sự kiện đình đám. Các mỹ nhân giải trí tìm đến váy 3D vì đẳng cấp của nó, đồng thời thiết kế này còn mang đến hình ảnh như một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc, bắt mắt, giúp họ thu hút sự chú ý. Thiết kế 3D thì các bạn phải thiết kế trực tiếp trên mannequin, chứ không làm thiết kế trên giấy thông thường được. Các bạn phải tạo form, tạo dáng và mất, có phải nói là mất rất nhiều thời gian để tạo được một cái khối 3D như mình mong muốn, như thiết kế về hình dáng, về khối nữa. Và để đạt được cái hình dáng 3D như mình mong muốn thì phải nói là rất là kỳ công, rất là kiên nhẫn. Mình phải dùng từ kiên nhẫn nữa. Theo tôi, những thiết kế 3D chỉ thích hợp với những nghệ sĩ có cá tính mạnh, mặc trong những sự kiện quan trọng, còn thời trang hàng ngày thì tôi nghĩ nó không thích hợp. Ảnh mà quý vị đang xem nằm trong bộ sưu tập của nhà thiết kế trẻ Hoàng Thùy Minh. Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ tinh thể được trình diễn trong show thời trang tốt nghiệp của Học viện Thời trang London trong khoảng thời gian gần đây đã thu hút đông đảo người quan tâm bởi những hiệu ứng 3D độc đáo. Bộ sưu tập của mình vừa rồi gồm có 6 bộ và trong đó sử dụng nổi bật là kỹ thuật 3D dành cho form dáng. Thứ hai là nó được sử dụng đèn LED ở bên trong sản phẩm. Và thứ ba nữa là nó được in ép nhiệt. Toàn bộ sưu tập của mình đều sử dụng in và in. Thực ra là mình khá táo bạo khi mà quyết định thiết kế cái 3D này bởi vì nó không hề dễ để tạo hình. Về mặt tạo hình nhất là chọn chất liệu cho nó phù hợp. Cái chất liệu bạn ấy sử dụng lại còn phải in lên. Tức là nó vừa phải thỏa mãn là vừa phải tạo được hình, vừa phải in được lên vải và bạn in nhiều lớp và xếp chồng lên nhau nữa. Thế và rất may là bạn ấy đã chọn được cái chất liệu in phù hợp, vải phù hợp và cuối cùng là bạn cũng đã tạo được cái khối 3D giống như đúng như cái thiết kế mà bạn ấy mong muốn.
Tôi rất thích những thiết kế 3D trong bộ sưu tập của Thủy Minh. Nó còn độc đáo bởi cách xếp lớp vải và in nữa, rất thú vị. Có thể nói, việc vận dụng tốt kỹ thuật 3D trong thời trang cùng những sáng tạo riêng có của mình đã giúp cho nhà thiết kế trẻ Thùy Minh khắc họa rõ nét hình ảnh người phụ nữ Việt Nam sáng tạo, độc lập, tự tin nhưng vẫn giữ được nét mềm mại, nữ tính truyền thống. Ngày 26 tháng 1, show diễn thời trang cao cấp xuân hè của Chanel Eau Couture năm 2016 thuộc khuôn khổ tuần lễ thời trang Paris đã diễn ra. Không nhộn nhịp như sân bay Ready to Wear Spring năm 2016 diễn ra vào tháng 10 năm ngoái, sàn diễn Eau Couture Spring năm 2016 là một khung cảnh vô cùng yên tĩnh với những thảm cỏ mượt và bầu trời xanh thẳm được dựng lên bên trong bảo tàng Grand Palais, nước Pháp. Người mẫu lần lượt bước ra từ ngôi nhà gỗ và nhẹ nhàng bước đi như dạo chơi trong khu vườn. Eau Couture Spring năm 2016 của Chanel với các phụ kiện như kiểu túi nhỏ đeo ngang hông, kích thước có thể để vừa một chiếc iPhone hoặc một tablet nhỏ, dây capital có phần đế lạ mắt là những item được Karl Lagerfeld nhiệt tình lăng xê. Mái tóc trẻ ngôi giữa và búi phồng phía sau cùng kiểu trang điểm lấy cảm hứng từ phong cách Cleopatra đã góp phần thể hiện trọn vẹn tinh thần của bộ sưu tập Eau Couture lần này. Chiếc áo choàng dài có mũ trùm do người mẫu Mika Aganaras mặc để kết sâu là một điểm nhấn tạo được ấn tượng mạnh cho show diễn Eau Couture hoành tráng. Sau diễn Eau Couture mùa trước, Eau Couture xuân hè 2016 này, cô ra chơi hâm nóng sàn diễn thời trang cao cấp với những tên tuổi siêu mẫu hàng đầu bao gồm Gigi Hadid, Rosie Huntington, Wyclef Lee, Lara Stone, Stella McWell, Joan Smalls, Natasha Polly và Irina Shayk. Bạn sẽ tìm thấy hình ảnh quen thuộc của người phụ nữ Versace đầy quyến rũ và tự tin trong những chiếc váy bodycon khoe đường cong cơ thể. Vẫn là những đường cắt xẻ mạnh mẽ, những đường cắt away táo bạo để lộ phần da trần quyến rũ. Nhưng khác với vẻ mềm mại tha thướt của bộ sưu tập Eau Couture mùa trước, Donna Taylor thổi vào luồng gió mới, trẻ trung, phóng khoáng và hoang dã hơn. Donna Taylor cho biết không chỉ áp dụng kỹ thuật cắt may, thêu đính cầu kỳ truyền thống, bà còn ứng dụng những kỹ thuật cải tiến mới và đây là bộ sưu tập tốn nhiều thời gian để thực hiện nhất. Các người mẫu được làm tóc và trang điểm theo phong cách sexy đặc trưng của Versace, tóc rẽ ngôi giữa và đánh mắt khói. Ngoài ra, ở hàng ghế đầu tại show diễn là sự góp mặt của nhiều khách mời nổi tiếng, trong số đó có ca sĩ Rita Ora, các nhà thiết kế Alexander Wang, Anthony Vaccarello và Riccardo Tisci. Ở tuổi 20, theo gót các đàn chị Kate Moss, Cara Delevingne và Myrina Kerr, siêu mẫu người Mỹ Kendall Jenner vừa kịp bổ sung thêm vào danh mục hồ sơ cá nhân một hợp đồng lớn để trở thành gương mặt đại diện cho chiến dịch quảng cáo mới của Mango. Đây cũng có thể được xem là động thái đầu tiên của Mango với chiến lược mới đã được công bố rằng mỗi tháng họ sẽ ra mắt một chiến dịch thời trang khác nhau với những gương mặt đại diện có khả năng diễn tả và định nghĩa tốt nhất cho xu hướng đó. Để bắt đầu, Kendall được chọn đại diện cho cảm hứng từ xu hướng bộ lạc cho tháng 2. Các bộ trang phục lần này là sự kết hợp phong phú của các loại vải in và da lộn với các tông màu đất như nâu, camel đặc trưng cho tinh thần boho tự do của các bộ lạc. Kendall Jenner cho biết, cô rất vui mừng khi được chọn trở thành mẫu đại diện cho bộ sưu tập Tribal Spirit của Mango trong chiến dịch mới này, bởi bản thân cô cũng rất thích cách ăn mặc theo phong cách phóng khoáng tự do.
Có một chất liệu luôn được những người yêu thích thời trang săn đón bởi sự sang trọng và vẻ quyến rũ. Từ nhiều thập kỷ nay, chất liệu này đã khuấy động nhiều sàn diễn catwalk và linh hoạt đi vào cuộc sống thời trang đời thường. Hãy cùng câu chuyện thời trang tuần này tìm hiểu về chất liệu rất được ưu ái trong mùa đông, chất liệu nhung. Có rất nhiều tài liệu giải thích về sự ra đời của chất liệu nhung, nhưng nhiều người tin rằng nhung có xuất xứ từ phương Đông, sau đó nó được mang từ Ả Rập tới châu Âu theo con đường tơ lụa huyền thoại. Nhung có mặt đầu tiên tại Italia vào khoảng thời điểm từ thế kỷ 12 đến 18 và rất phổ biến tại các thành phố như Lucca, Sicily, Florence. Tại thời gian này, nhung được sử dụng để làm rất nhiều vật dụng từ quần áo cho đến nội thất. Nếu như gen thể hiện vẻ đẹp gợi cảm quyến rũ, thì sự có mặt của chất liệu nhung đã tô điểm thêm vẻ sang trọng một cách kín đáo, ấm áp. Độ dày dặn của nó giúp ôm gọn đường cong và buông rũ một cách đầy gợi cảm, theo từng di chuyển của người mặc, để từ đó toát lên vẻ đẹp thanh lịch, rất phù hợp với những sự kiện sang trọng. Một trong những ưu điểm nổi bật nhất của nhung chính là sự phong phú của màu sắc. Một tấm vải nhung có thể thay đổi thành nhiều màu sắc khác nhau dưới sự tác động của hiệu ứng sáng tối của ánh sáng và thậm chí khoảng cách xa gần cũng có thể làm thay đổi gam màu của nó. Đây là một đặc tính mà có lẽ duy nhất chỉ có ở chất liệu nhung. Vẻ ngoài bóng bẩy mềm mại của nhung dễ khiến người mặc biến thành những quý bà với gu thời trang khắt khe cứng nhắc. Chẳng thế mà những xu hướng đồ nhung đắp ren thêu chỉ xuất hiện nhiều trong tủ đồ dành cho lứa tuổi tầm 35 trở lên. Tuy nhiên, với óc sáng tạo phong phú và khả năng xếp đặt thời trang độc đáo, những nhà thiết kế đã biến nhung thành một chất liệu đẹp cho những thiết kế của mình. Có không ít những bộ sưu tập của các nhà mốt nổi tiếng như Prada, Chanel đã thoáng thấy bóng dáng những chiếc váy bằng nhung cuốn hút trên mình các cô người mẫu thời thượng. Dễ dàng nhận thấy, nhung là chất liệu đang lên ngôi trong mùa thu đông năm nay tại thị trường thời trang Việt Nam. Với ưu điểm ấm áp, mềm mượt và ít nhăn, chất liệu nhung mang đến cho các quý cô nét sang trọng cổ điển mà vẫn hiện đại, quyến rũ trong những ngày đông lạnh. Trong các bộ sưu tập của các nhà tạo mẫu nổi tiếng Việt Nam đều chọn chất liệu nhung làm nguyên liệu chủ đạo cho bộ sưu tập mới của mình. Có thể kể đến các nhà thiết kế như Ngân An, Đức Hùng, Lan Hương đã thiết kế các mẫu trang phục áo dài trên chất liệu vải nhung rất đẹp và sang trọng. Không chỉ thiết kế các trang phục áo dài truyền thống, vải nhung còn được các nhà thiết kế cách tân trên các trang phục hiện đại như vest, váy dạ hội hay cả trong những trang phục thường ngày như đi làm, đi chơi. Trang Mẫn là một nhà thiết kế trẻ tại Hà Nội. Chị vừa giới thiệu đến những người yêu thời trang một bộ sưu tập từ chất liệu nhung. Cái xu hướng mới của năm nay là những cái kiểu dáng như áo thì là áo peplum và váy thì là váy midi. Bạn có thể mặc đi làm cũng được, đi chơi cũng được, đi tiệc tùng hay đi ăn cưới đều được. Mình muốn mang đến cái đấy cho khách hàng, những đối tượng mọi người đến một cái nhìn mới về nhung hơn. Bộ sưu tập này của bên mình là chủ đạo có 3 màu: đen, đỏ và xanh coban. Và cái điểm nổi bật là trong những cái bộ sưu tập này mình có sử dụng ren. Ren để điểm, nó là điểm nhấn cho nhung để giúp cho cái đồ mình mặc lên người nó đỡ già hơn. Ví dụ như váy midi thì mình cho ren ở dưới chân. Khi mọi người mặc vào có thể chuyển động, cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn. Thực ra cái nhung trần này giả nhất, nhung này mà làm mà không biết làm thì trông cũng rất giả. Thế cho nên cái chất liệu giả nhất mình không dám làm dáng ôm, mình chuyển sang mình làm dáng suông. Mình làm dáng suông và mình làm cổ Peter Pan. Và cái lót bên trong mình nó làm dài hơn so với cái lớp nhung ở bên ngoài. Trong cái váy nó cũng đỡ cứng, khi người mặc lên trông có vẻ rất là trẻ trung và nó cũng ăn với cả cái cổ Peter Pan ở bên trên. Cái nhược điểm của nhung là
nó còn tùy thuộc vào nhà thiết kế nữa. Thế cho nên là mình nghĩ là tại sao các bạn lại không thử nhỉ? Thử một lần, thử mặc nhung thử xem. Vì nếu các bạn đã mặc nhung rồi mà chọn đúng được sản phẩm mình ưng ý thì mình nghĩ là nó hoàn toàn có giá trị. Giống như lụa, vải nhung là một loại vật liệu chất lượng cao và những trang phục từ loại vải này mang đến cho người mặc vẻ đẹp quý phái. Tuy nhiên, vải nhung lại rất khó để làm sạch khi nó bị dính bụi bẩn. Fashion Tips ngay sau đây sẽ giúp bạn giặt sạch trang phục đắt tiền từ vải nhung một cách an toàn và ít nguy cơ thiệt hại nhất. Cần phải chú ý rằng quần áo bằng vải nhung không được dùng máy giặt bởi vì sợi nhung không chịu được xoa sát, dùng máy giặt sẽ rất chóng bạc màu, mục, hỏng và giảm nhanh tính năng giữ ấm của nó. Không được dùng nước nóng hoặc xà phòng có tính kiềm quá cao để giặt quần áo loại này. Sau khi đã giặt sạch, muốn ráo nước, bạn không nên vặn bóp quá mạnh, đồng thời cũng không được phơi trực tiếp dưới nắng to hay sấy khô bằng máy hoặc là bằng bàn là điện, mà nên phơi vào chỗ râm mát và thông gió. Để trải lại vải nhung sạch và khô, hãy sử dụng một bàn trải lông mịn. Bước này rất quan trọng để vải nhung trở về trạng thái ban đầu. Nếu vô tình bạn làm đổ đồ uống lên vải nhung, hãy bình tĩnh, không trà sát, nhanh chóng dùng khăn giấy ăn thấm hút ngay để chất lỏng không lan ra, giảm thiểu thiệt hại. Nếu món đồ nhung của bạn đã bị mất cảm giác mềm mại và sang trọng, bạn có thể khôi phục lại bằng cách treo nó trong phòng tắm, bên dưới là một chậu nước nóng. Sau một vài phút, hơi nước sẽ giúp món đồ nhung của bạn trở lại mềm mại, thoáng ả. Hy vọng với những hướng dẫn như trên, người yêu thích chất liệu nhung đã có thêm những mẹo hay trong việc bảo quản trang phục. Chương trình 100 độ fashion đến đây là kết thúc. Quý vị có thể xem lại chương trình trên website www.vitv.vn hoặc góp ý cho chúng tôi qua fanpage của kênh truyền hình VITV. Xin kính chào và hẹn gặp lại.